Chào các bạn, hôm nay mình sẽ review sản phẩm loa Bluetooth nha các bạn. Đây, mình vừa mua hai cái loa. Hàng này mình mua online trên mạng nha. Loa này nó tên là loa Tronmat gì nè. Nói chung đây là một chiếc loa Bluetooth nha các bạn. Cái màu đen bên đây là giá là 1,7 triệu, còn ra cái màu tím bên đây là giá 1,8 triệu nha. Theo như quảng cáo thì cái lo mà cái loại màu tím 1,8 triệu bên đây là nó có kháng nước đó bạn, IPX7 gì nè, kháng nước rồi sử dụng được 15 giờ, sạc một lần là sử dụng được 15 tiếng, rồi nhạc 3D gì đồ tùm lum nữa bạn, Bluetooth có thể sử dụng xa đến 20 mét lận. Nên hôm nay mình sẽ review thử coi cái lo này nó có chống nước hay không nha. Đây, mình sẽ review cái con 1,7 triệu trước nha. Lo này thì chúng ta sẽ có phụ kiện là cáp sạc và cổng kết nối 3.5. Bây giờ mình hát karaoke hay là game vào máy tính hay là cái lo bự hơn gì đó các bạn, hoặc là hai lo kết nối với nhau á, sử dụng cái cổng 3.5 này nè. Dù mình mua thêm một lo nữa là mình cắm hai cái lo vô nhau là nó sẽ phát ra một cái các bạn. Thì giống mấy cam ly hùng bát cái karaoke gì đó. Cái màu đen 1,7 triệu này là không có chống nước nha các bạn. Công tắc thì ở phía sau nè. Ở đây có nút on off nè. Cổng 3.5 để kết nối nè. Còn này là cổng ghim thẻ nhớ. Còn đây là cổng sạc. Đơn giản vậy thôi. Mình sẽ hui luôn con màu tím nha. Với cái lo màu tím này chúng ta cũng được một cái cổng để dành sạc pin, một cổng kết nối 3.5 và một cái dây đeo nữa bạn. Cũng như bên kia luôn. Đây, cái lo này là chúng ta sẽ có chống nước nha các bạn. Đây là dàn nút nguồn tăng giảm âm lượng đồ nè. Do chống nước nên ở đây mình có một cái độ đậy nè. Đó. Chúng ta sẽ có cổng 3.5, cổng hệ nhớ và cổng sạc pin. Dùng cái này đậy lại để dành chống nước nè bạn. Đó. Đậy nắp lại dành chống nước nha. Nói chung là video hôm nay là mình sẽ test lo và thử bỏ cái lo chống nước này vào trong nước, thử coi nó có chống nước như nó quảng cáo hay không nha bạn. Sẵn thử nghe nhạc dưới nước nó sẽ như thế nào. Đầu tiên mình sẽ bật khởi động cái lo lên nha. Đó, cái kiểu tính toán. Sau đó mình sẽ vào cài đặt của điện thoại, bật Bluetooth lên và kết nối với lại cái nó tên là Tronmat Element Mega gì đó các bạn. Đã kết nối. Đó, nói chung là mình đã kết nối với lại cái lo này rồi nha. Bây giờ mình bật bất kỳ cái nhạc gì hay là mình chạy game hay là chương trình gì thì nó cũng phát ở bên cái lo này hết các bạn. Đây, tí nó đã phát ở bên cái lo này các bạn. Mình chơi game hay mình làm gì nó cũng bà bển hết á. Mình vô thử chế độ luyện tập nha. Nghe tiếng súng thử như thế nào nha. Nói chung là bên điện thoại mình là tiếng súng là nó qua bên cái lo này hết nha bạn. Bây giờ mình sẽ thử đi xa 20 mét xem nó có phát ra tiếng được hay không nha. Đây, mình là ở cái lo nằm uống ở trong nhà mình, đã ra ngoài cuối hàng rào luôn là hơn 20 mét luôn các bạn. Và kết quả là vẫn nghe được tiếng bắn nha. Đây, mình bắn phát nữa nè. Rất là ok luôn. Bluetooth có thể phát xa đến 20 mét nha mấy bạn. Như quảng cáo luôn. Nói chung là cái lo này là mình test là mình thấy nó ok các bạn. Sử dụng 20 mét vẫn phát Bluetooth được. Bây giờ mình sẽ test tới màn thứ hai, đó chính là bỏ nó vào trong nước và phát nhạc thử coi như thế nào nha. Đây, cao con này là mấy là con kháng nước các bạn. Kháng nước là con có cái đồ kết nối đây nè. Để chống vô nước nè. Đó, đậy lại mấy con cái cổng này vô nước. Đậy kính rồi nha. Rồi bây giờ mình sẽ kết nối nó và thả nó trong cái hậu kiến này, thử coi nó có phát nhạc được ở dưới nước hay không nha. Rồi, lần này mình sẽ sử dụng cái lo chống nước các bạn. Hiện tại là đang nhạc Liên Quân nha. Đó,
nó nổi. Tiếp cái cục gì đang nặng đè nó coi. Nó chưa có hiền vậy, nó nổi. Nước nó rung rung kìa. Này mà chắc đi dây, bắt vạt đi dây lên chắc nước nó rung chắc dữ lắm đó các bạn. Phải, nước rung rung luôn. Rồi mình sẽ bỏ cái chai nước lên đè nó đó nha. Bớt nghe rì mến lên nước nó rung nè, lên đây quay nước rung nè. Quay đè, rồi vậy, ó thấy nước rung kìa. Chỗ này nó xì bọt lên luôn nè. Coi ăn cá không bạn lọ không? Ăn cá nghe nhạc luôn nè. Để quay lại, quay lại. Đây, nước nó xì bọt lên nè. Rồi bây giờ mình sẽ thử đợi 15-20 phút gì thử coi nó có còn hoạt động không nha các bạn. À, nãy giờ là mình test là khoảng 15 phút các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy nó ra thử coi như thế nào nha. Nãy giờ mình ngâm nước rồi, bắt vạt nó 15 phút rồi. Nó vẫn nổi các bạn ơi. Kết quả là nãy giờ là mình ngâm nó 15-20 phút và lấy nó ra thì bây giờ mình thấy nó cứ rỉ nước ra các bạn, không biết nó có vô nước hay không. Mình thấy là ở mấy cái lo này nè, nó vẫn có ra nước các bạn, nhưng mà nó vẫn hoạt động bình thường nha. Không hư gì hết các bạn. Vẫn phát nhạc bình thường luôn. Nói chung là sau khi mình ngâm nước nó khoảng 15-20 phút thì kết quả là nó vẫn không hư hại hết các bạn. Nó vẫn phát nhạc bình thường nè. Vẫn phát bình thường luôn nha, vẫn kết nối Bluetooth luôn. Nói chung là lý hôm nay là mình review cái lo Bluetooth xem thử coi nó có chống nước hay không. Kết quả là mình cho nó vào trong cái hồ cá và nó 15-20 phút rồi nó vẫn hoạt động bình thường. Mấy bạn nào thích video này hãy nhấn like và chia sẻ giúp mình. Đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ và làm những clip khác. Tạm biệt các bạn. Bạn đã mua cái lo này thì cứ việc nhắn vào link phần mô tả nha. Giá là 1.7 triệu và 1.8 triệu nha. Cái lo màu đen bên đây là 1.7 triệu, không chống nước.
Còn cái lo này, lo này độ tiểu 8, chống nước nha các bạn. Hai cái đều y như nhau hết, chỉ khác là một cái có chống nước và một cái là không chống nước thôi.